Xin chào các bạn, mình là Hằng đây. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu tới các bạn tiêu chí để chọn được một tip sữa rửa mặt tốt để đạt được những công dụng như là sạch sâu, không bị khô da, không gây kích ứng da, giúp chữa trị các vấn đề về da, giúp bạn có một làn da đẹp nhất nhé. Có 4 tiêu chí để đánh giá một loại sữa rửa mặt tốt, đó là làm sạch da hoàn hảo, không gây khô da, không gây kích ứng da và giúp chữa trị những vấn đề về da. Và loại sữa rửa mặt mình muốn giới thiệu với các bạn hôm nay đó là Intensive Whitening Fern Form của công ty Ambi Việt Nam. Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền chính ngạch từ Hàn Quốc, đáp ứng đủ 4 tiêu chí đó, giúp sạch sâu bên trong da, công thức tạo bào tự nhiên lấy đi những bụi bẩn và chốt tế bào chết trên da, giúp làm trắng da, cân bằng độ pH và giúp làn da không bị khô sau khi rửa mặt. Với các thành phần chính đều được làm từ thiên nhiên như tinh chất lô hội, lá trà xanh, hoa cúc, hoa hồng và các tinh chất thiên nhiên khác. Sữa rửa mặt này giúp chúng ta làm sạch sâu, dưỡng ẩm, ngăn ngừa mụn và chúng ta sẽ có một làn da tươi sáng, mịn màng và căng tràn sức sống. Bên cạnh đó thì sản phẩm còn có một đặc điểm vô cùng vượt trội so với những dòng sữa rửa mặt khác có trên thị trường, đó là sau khi rửa mặt xong chúng ta sẽ cảm nhận được ngay là da không hề bị khô, ngược lại lại rất căng mịn và sáng bóng. Sau khi rửa mặt sản phẩm này trong vòng 1 tháng thôi là các bạn sẽ có thể cảm nhận được cái làn da của mình được cải thiện rất nhiều. Mụn cá, mụn đầu đen, mụn bọc đều giảm đi rõ rệt. Các bạn hãy inbox cho mình để sở hữu sản phẩm đặc biệt này nhé. Xin chào!